Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài tìm hiểu về PHP là gì. PHP ban đầu được viết tắt của các cái từ là Personal Home Page và ngày nay thì viết tắt của là Hypertext Reprocessor. PHP là ngôn ngữ kịch bản scripting language có mục đích chung ở phía máy chủ và phù hợp để phát triển ứng dụng web. BSP do Ramos Ledos tạo ra vào năm 1994 và hiện được nhóm phát triển của BSP duy trì. Và BSP là ngôn ngữ ở phía máy chủ, tức là server-side language. Và chúng ta có thể thấy được là các cái BSP sẽ được uh, chứa và thực hiện ở phía server, web server. Và khi cần thiết thì client sẽ gửi yêu cầu tới cho web server và PSP sẽ thực hiện sau đó là gửi trả kết quả về phía client và cụ thể ở đây đó là các cái trình duyệt web. BB là ngôn ngữ chạy ở trên máy chủ web và xử lý các yêu cầu và trả về các cái tài liệu HTML, CSS và JavaScript thì là ngôn ngữ có mục đích chung. Thì hiện tại thì chúng ta có hai loại ngôn ngữ chính đó là ngôn ngữ dành cho một cái lĩnh vực cụ thể và ngôn ngữ có mục đích chung và ví dụ như là SQL là ngôn ngữ dành cho cái lĩnh vực là cơ sở dữ liệu, PHP là ngôn ngữ đa nền tảng có thể là chạy được ở trên nhiều hệ điều hành chính như là Linux, Windows, macOS vân vân, PHP có thể là chạy được ở trên các web server và máy chủ web hàng đầu như là Open, OpenBSD, Apache và một số các nền tảng đám mây khác như là Microsoft Azure, Amazon AWS. BB khá linh hoạt, có thể là xử lý được HTML tích hợp để tạo ra các hình ảnh và các cái loại file khác nhau và hỗ trợ cho chúng ta nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau như là MySQL, Postgres, MS SQL, 2 Oracle, Database, MongoDB v.v. Vâng vâng. Vậy câu hỏi đặt ra là BB có thể làm được gì? Thì BB có hai ứng dụng chính đó là ở phía server side scripting là kịch bản ở phía máy chủ. BSP rất phù hợp để có thể phát triển các trang web và ứng dụng web di động. Và loại thứ hai đó là command line scripting là kịch bản dòng lệnh giống như các ngôn ngữ Python, Perl. Tập lệnh BSP có thể là được chạy từ dòng lệnh để thực hiện các tác vụ quản trị như là gửi email và tạo các cái tập tin PDF v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái cơ chế hoạt động thì ở phía là web browser tức là trình duyệt web sẽ gửi yêu cầu tới cho web server và lúc này thì web server chạy PHP thì PHP sẽ được yêu cầu là thực hiện xử lý và sau đó là gửi trả kết quả về cho web browser dưới dạng đó là mã HTML và lúc này thì chúng ta thấy là các cái file index.php sẽ được chứa ở phía server và sẽ được gọi thực hiện ở phía server để gửi trả kết quả về cho phía là web browser tức là trình duyệt web tiếp theo xem xét ưu điểm của PHP vì PHP được thiết kế cho web ngay từ đầu nên mang khá nhiều các lợi thế cho việc phát triển web thực hiện là đơn giản vì PHP rất là dễ học và bắt đầu nhanh chóng các trang web chạy PHP thường rất là chạy nhanh và mang tính ổn định, BB ổn định vì đã là tồn tại từ lâu và đã trưởng thành. BB là mã nguồn mở và miễn phí và có cái cộng đồng hỗ trợ lớn và hiện tại thì cộng đồng hỗ trợ của BSP là cộng đồng trực tuyến rất là lớn và rất là tích cực hỗ trợ khi mà chúng ta cần. ở trong phần demo sẽ demo về cách thức là tìm hiểu các thông tin cơ bản về BSP. Để có thể là tìm kiếm thông tin của BSP thì trước hết là chạy trình duyệt Chrome và gõ vào BSP, nhấn Enter thì sẽ ra các cái trang thông tin về BSP. Thì đây là cái trang chủ của BSP thì kích vào và chúng ta sẽ thấy các thông tin chi tiết về BSP và có thể là tải phiên bản cài đặt BSP và một số các thông tin phiên bản khác hiện tại là phiên bản BSP là 8.1.28 và ngoài ra thì chúng ta cũng có các phiên bản khác thì các bạn có thể là tìm kiếm các thông tin và kích vào documentation đây là các cái trang thông tin về trợ giúp và các cái tài liệu liên quan tới BSP thì hiện tại có ngôn ngữ English và một số các ngôn ngữ khác của BSB thì chúng ta có thể là kích vào là View Online English và có các cái thông tin thì cái quá trình cài đặt và cấu hình cũng như là các cái ngôn ngữ tham chiếu và cái phần về bảo mật và một số khác đặc điểm khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tìm kiếm các cái thông tin ở các cái trang khác về BSB để có thể là xem xét các cái trợ giúp có liên quan và hướng dẫn thì có thể sử dụng đó là PHP tutorial và một số các trang Wikipedia để mô tả các cái thông tin về PHP và một số các cái trang khác. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn